Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Có chí thì nên. Vạn Phật Thành ngày 13 tháng 10 năm 1983. Sau khi xuất gia, tôi phát nguyện rằng trước tiên sẽ đem kinh Phật diễn thành thể văn dễ hiểu, và sau đó sẽ dịch sang tiếng Anh. Tuy tôi không biết tiếng Anh, nhưng tôi muốn tìm đủ phương pháp để phiên dịch kinh điển, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Sau khi tới Mỹ rồi, thì nhân duyên thành thục, mùa hè năm 1968, tôi thành lập Ban Phật Học Giảng Tập mùa hè, mở khóa giảng kinh Lăng Nghiêm, rồi tiện dịp bắt đầu phiên dịch kinh điển từ tiếng Hoa ra tiếng Anh. Đến nay, nhiều bộ kinh đã được phiên dịch, song không nhất định là hoàn toàn chính xác, dù sao chúng tôi cũng đã hết sức nỗ lực. Hiện tại, người hiểu Phật Pháp đã nhiều và người có khả năng phiên dịch cũng nhiều nữa, cho nên các vị hãy đem kinh điển đã dịch xưa kia ra, sửa chữa lại, làm sao cho thật hoàn hảo chính xác, kế hợp với ý của Phật. Đó là ý nguyện của tôi. Hy vọng các vị hợp lực cùng nhau hoàn thành công đức này. Ha ha ha, 问什么的说